Sau thời gian dài mưa lũ giá lạnh, tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trời đã bắt đầu hửng nắng. Nông dân tranh thủ cày đất, gieo xạ lúa vụ đông xuân 2020-2021 cho kịp thời vụ. Hôm nay 26 tháng 12, nông dân Phú Yên đã ra đồng sớm để cày bừa đất, xạ lúa và phun thuốc diệt mầm cỏ. Theo kế hoạch sản xuất lúa vụ đông xuân 2020-2021, lịch gieo xạ bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, do nhiều địa bàn, đặc biệt là ba huyện miền núi có mưa dai dẳng kèm không khí lạnh, bà con tự chủ động giãn thời gian xuống đồng lúa để đạt tỷ lệ nảy mầm cao, tránh thiệt hại. Hơn 50 hồ thủy lợi cũng đã tích đủ nước, bảo đảm đủ nguồn tưới cho cả vụ lúa đông xuân với tổng diện tích 26.500 ha, tăng khoảng 100 ha so với vụ trước. Để đạt năng suất lúa trên 70 tạ một ha, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đưa các giống lúa đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận chiếm hơn 80% diện tích, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất ở khâu làm đất và thu hoạch, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại và đẩy mạnh công tác khảo nghiệm, triển khai nhiều mô hình mẫu.